Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu lại cái bộ thủy canh hôm trước mình đã mua về, và đã cũng có một video giới thiệu về nó. Thì hôm nay mình đã trồng thử kết quả của những nhận xét đánh giá ưu nhược điểm về cái bộ thủy canh này. Đây mình trồng 18 lỗ, trồng thử rất là nhiều các loại rau, có rau xíp nếp này, màu tím này, cải biện này, cải biện trắng này, cải ngọt này, cải xoăn này, hú chó này, có cây cải biện này không được lớn, chắc là do nắng nhiều quá. Đây thì có 4 lỗ mình không trồng, sợ nó dày quá. Đây từ lúc mình mua về trồng thử thì nó cũng được 1 tháng rồi mới kết nối với cái bộ này, một cái sục khí tăng cái khí ở cây. Thì đánh giá cái bộ này và dùng Masterben, thì ưu điểm của Masterben này thì nó sẽ không giảm độ pH, pH của nó sẽ 6.3, không thay đổi ppm 1000. Cây thì phát triển tương đối là tốt, mỗi lỗ thì mình trồng cây thôi, một hoặc hai cây, được cái này hai cây. Cảm thấy cái ưu điểm của cái mẹ này là nó thứ nhất là không cần phải cái hệ thống nước máy bơm này, tuần hoàn cái hệ thống đúng hồ niêu này, cái mình chỉ việc đổ nước đây thôi, đổ nước ở trong đây, cây phát triển tốt và lượng rêu nó cũng ít phát triển hơn so với hệ thống thủy canh kia, hồ niêu kia thì dễ phát triển. Cái này nó sẽ một cái nhận nó nỏ là khi mùa hè này, nhất là ở trong miền Bắc thì nhiệt độ nó cao, và cái hệ thống này sẽ không đảm bảo được về nhiệt độ sẽ tăng, vì nó không có nước hồ niêu sẽ không làm giảm nhiệt độ, cây bị héo, nên chúng ta sẽ phải cần về hệ thống lưới để lưới hệ thống giảm nhiệt độ cho cây. Các bạn nhìn kỹ đây là ống sục khí này. Bể này có kích thước là 60-40, cao 20 nhá. Và so với một cái chậu này thì cũng khá lặng khi mà cho nước mà trên sân thượng ấy. Thì nếu mà các bạn làm nhiều mà làm ré thì cần phải gia cố thêm ré ra đỡ. Nó cũng có rất nhiều ưu điểm, và mình vụ trồng đầu tiên, mình sẽ trồng nhiều vụ trong nhiều điều kiện thời tiết, và sẽ có những video đánh giá tiếp theo để cho nó chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì bạn bình luận nha, và có những gì thắc mắc thì bạn bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn.